Chào các bạn, nghe danh đã lâu rồi giờ mới được diện kiến hả? Kể sơ một cái là hôm nay ghé tiệm sửa xe Tây làm cái gì vậy? Cái nồi bị hư, cái nồi bị tuột. Rồi sao mà bị tuột? Phá xe. Mà đi đâu mà bị phá xe? Khúc nào? Đi khúc Lâm Xuân. Rồi vô giá bánh xe hả? Ừ. Giá bánh xe sâu. Rồi cái gì nữa? Bị sao? Nó sạp nồi. Mà vụ vô giá bánh xe mà nó làm lẹ quá hay sao mà anh không thấy được cái vụ đó? Không biết. Rồi vụ lúc mà anh leo lên xe anh chạy sao mà nó bị? Thấy cái nồi nó vô số là biết rồi. Rồi cái anh có nói đó không? Thì nó kêu là một cửa nồi. Rồi anh đâu chịu hả? Nồi mới vừa làm bên anh rồi. Mà làm lẹ ghê lắm mà không thấy không ấy đâu luôn hả? Tại mình ngồi mình không để ý. Như con gió vậy á. Là nghe danh đã lâu giờ mình mới thấy hả? Đây nè các bạn, giống như là xe anh đi ngoài quốc lộ á. Anh chiếu đây em cái. Thì anh bị xì bánh xe. Anh vô giám xe ra xe giám xe xong là xe anh chạy không được các bạn. Thì bằng một cái thủ thuật nào đó, một thao tác nào đó là quá nhanh quá nguy hiểm luôn là xe ảnh tuột nồi ở ta hay là chạy không được luôn ta? Còn chạy được mà lên ga không đi. Rồi vậy là nó kêu anh làm nồi, anh thủ cứng ngắc anh không làm, anh về đây cho chắc hả? Quá hay, đúng là không gì làm nhanh lắm nha các bạn, làm gãy cái này nè bạn. Xe full led mình nó có này, em hay gọi là củ gần bộ ba bi hoặc là bộ chỉnh nồi hay gì đó, các bạn muốn kêu sao kêu. Thì làm gãy nè. Bây giờ là mình sẽ thay cái này lại cho ảnh. Đó. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều.